hôm nay review cho các bạn xem con quay vô cực khổng lồ được lắp ráp bằng Lego. Tốc độ kinh khủng, sức nặng khủng khiếp của nó. Đạo, tức là con Lego vòng xoáy vô cực, con thỏ xinh xắn, thật là ngầu. Đạo. Trước tiên mình ngắp cái đầu trục quay thôi, cái đầu trục quay này vô đây trước, là bốn chân đế nó đã. Vô đây trước, tiếp tục. Xong. Rất là đẹp. Tiếp tục. Gắn thêm cái bộ này vào. Cái này vào nữa. Nếu như tròn làm để chúng gắn chắc cứng nhất. Gắn vào. Chú hỏ xinh xắn, này ní nó bài chú hỏ xinh xắn được gắn vào trục quay, tiếp tục gắn vào đây thôi. Cứng vào, cứng rất là cứng rồi. Tiếp tục làm cái nền quay thôi, cái nền này bắt đầu vào đây. Rồi trục quay chính giữa. Năm. Rồi ép cái thanh này vô, miếng này vô để cho nó làm cứng cái trục quay lên. Lắng chúng vào để cho nó siết chặt lại, không cho rớt ra ngoài. Xong. Ok. Rất là đẹp. Là cứng lắm. Không yếu nhất. Bàn bay vô cực này rất là cứng cáp. Rồi gắn thử đây coi. Ồ, thật là đẹp. Giống như tàu vũ trụ. Quá nhỏ. Giống như con tàu. Không còn tàu vũ trụ rồi. Đẹp chưa? Rồi, cái này xong một cái nha. Tiếp tục. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Tiếp tục đây là cái bàn quay. Gắn vào trục quay để sẽ thành con quay vô cực. Rồi tiếp tục. Gắn vào đây. Rồi tiếp tục cái này sẽ gắn vào đây. Gắn vào cái đấy. Để quay. Được cái quay đấy. Cái này gắn dính đây rồi, xong tháo ra đây. Cắt đây. Đây. Cái này gắn vào đây. Cái này sẽ gắn vào đây. Ta sẽ trang trí nó lại.
hiệu cực này chắc 3 kg quá, rất là nặng. Khủng khiếp như thế này, có thể cân mọi con quay cực hiện nay đấu với nó hết. Con quay cực nào có thể là con quay cực này ngừng lại, hoàn
hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Hoàn thành con quay vô cực rồi các bạn ơi. Sao gắn vô đây? Gắn vào thôi, cái đế vô cực gắn vào thôi. Là chúng ta hoàn thành con quay vô cực khổng lồ. Rồi, hoàn thành rồi. Quay thử cho các bạn cùng coi nhé. Ô, nặng dữ rồi. Ô, quay không nổi luôn. Đau. Thật là mạnh này hả? Không biết thế gian này có con quay nào bự được thế này không? Cần lần lại. Vì vô lực khổng lồ các bạn ơi, quá bự rồi các bạn ơi, đủ hết cân cân mỗi con vô cực hiện nay. Nhìn chip giống như chiếc con đĩa bài kích à. Đó, bắt đầu quay tiếp. Quay thử đẳng tóc được có nhỉ? Cái dây đây. Chú họ xinh xắn đang quay vòng tròn. Cách thúc. Sức rồi các bác ơi, sức đầu, sức cái đầu rồi. Xin chào, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hết thú vị hấp dẫn thì các bạn cho subscribe, đăng ký kênh ha, nhấn chuông, like và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.